chúc mọi người thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé, mình cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào mọi người nha. Buổi sáng ngày hôm nay là mình cũng chuẩn bị gửi hàng đi, gửi mấy cái cầu đi cho mấy anh khách ở Tây Ninh, Đắk Lắk, Đắk Nông và ở Bến Tre nha mọi người. Trời mưa rất là to mọi người ạ. Hôm nay mọi người nhìn mưa nè, mưa rất là lớn nha. Cho nên là mình để cho nó sừng sững mưa tí rồi mình đi, chứ không là lát mình che hết lại, chứ không là nó bị gãy, bị nó mưa nó dính vô lá mà nó đánh mình sợ nó bầm lá đó mọi người. Và đây là mình khi mình đóng hàng nha, đây là mình đóng mình bỏ vô thùng để mà mình chuyển đi nè, bởi vì hôm nay là mưa rất là nhiều, cho nên là những cái hàng bưu điện á, thì mình bó cái góc này nó rất là phải như thế này mọi người, cho khỏi chảy nước rồi ra trong quá trình vận chuyển tên bưu điện người ta làm cho nó xử lý cho nó dễ đó. Còn khi mà gửi xe thì mình để cho nó thông thoáng nha. Thì đây là cái cây của anh ở Tây Ninh nha anh nè, đây là 200 cây của anh ở Tây Ninh. Thì mình sẽ chia ra làm 4 bọc nha anh. Bọc lớn này thì 3 bó, mỗi bó 20, bọc nhỏ thì 2 bó nha anh, mỗi bó 20 thì 2 lớn 2 nhỏ nha. Thì cho vô một thùng. Thì một anh nữa cũng 200 cây ở đây nè. Đây. Đây là một anh này là ở Đắk Nông đây. Thì em cũng đóng gói y chang như vậy nè anh. Và đây là sau khi mà đã đóng xong đây. Thì như thế này nha anh, thì cây anh như thế này thì rất là chắc chắn về cái phần gốc và thân nó, còn cái ngọn nó cao do cây nó cao anh, thì sẽ lòi ra như thế nha. Thì trong quá trình vận chuyển nó có tày hay nó sơ sát gì thì mình cũng thông cảm nha anh. Và đây là những cái bọc cây mà mình chuẩn bị mình sẽ đóng gói tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ đóng gói tiếp nha mọi người. Đây như thế này đây. Thì video buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có cái anh ảnh nói là quay lại cho anh xem, thì sẵn mình làm video luôn đó. Thì quá trình mình làm thì cũng giống hệt như những cái video trước thôi nha mọi người, không có gì thay đổi khác nha. Mình cũng làm rất là cẩn thận và chỉnh chu cho mọi người nha, để gửi cây đi cho khỏe nhất đó. Thì tất cả cái hàng này thì đều gửi qua bưu điện, tại vì ngày hôm nay không có chuyến nào nó thuận để mà gửi xe đó. Và mình tiếp tục mình là đóng hàng nha mọi người. Đây là cách mình đóng gói đóng hàng nha mọi người. Thì cắt một cái lỗ nó bằng như đây thôi để cho nó lòi cái ngọn nó ra thế này, để cho mục đích là để nó thoát hơi á mọi người. Và cây mình nó đảm bảo cái phần thân, cái phần gốc của nó nằm ở trong đây là rất là chắc chắn nha. Ở dưới nó chưa kín nè. Và đây nha, đây là cái của anh ở Tây Ninh nha anh. Hãy lên kia điện thoại. Đây là mình chuyển đi trong ngày hôm nay mọi người, gồm có 4 đơn nha. Thì hai cái dưới này là mỗi cái là 200. Một của anh ở Tây Ninh và một anh ở Đắk Nông. Này của bạn ở Bến Tre nhé. Và hai cái thùng nhỏ, một bạn ở Bến Tre và một anh ở Đắk Lắk. Thì tất cả mình đều đóng gói rất là kỹ càng vậy nha. Làm rất là cẩn thận. Như thế này thì rất là mọi người xem nha mọi người, cây rất là tươi tỉnh nha.
cây rất là tươi tỉnh. Trước khi mà mình gửi đi, trong quá trình gửi đi thì mình cũng đã nói đi nói lại, tại vì mình kỹ đó, cho nên là nó có gì hả, sơ sát gì đó thì mọi người cũng thông cảm giùm mình nhé. Và cái video lần này thì đây cũng là cái chuyến cuối trong cái lô vừa rồi đó mọi người. Cái lô mà mình mua quả lại của nhà dân người ta ươm dưới đất đó, thì hơn 1.000 cây đó, thì đây cũng là chuyến cuối cùng rồi. Và nó chỉ còn lại mấy cái cây nhỏ nhỏ như thế này thì mình để lại nha. Mình không gửi cho khách những cây nhỏ quá như thế này, mình không có gửi đâu nha. Đây, lúc nãy mình cũng có quay cho mọi người xem rồi đó. Thì mình không có... Thì cái này gửi đây thì vẫn được đó mọi người, nhưng mà nó còn nhỏ, mình thấy như con mắt của mình thì mình chưa có muốn gửi đi đó, tại vì mình làm ăn cũng rất là chân tình. Đây là cái chuyến cuối trong cái lô đợt này nha mọi người. Còn những anh chị nào mà đã dặn câu của mình đó thì có thể là chờ hơi lâu nha mọi người, tại vì hiện tại bây giờ mình tìm câu giống ở mình nó rất là khó đó, cho nên là mà bữa nay nó mưa nhiều lắm mọi người, cho nên cũng không có đi được, cho nên mọi người thông cảm nha. Chờ mình khi nào có thì mình sẽ báo nha. Rồi đang mưa nè mọi người, đang mưa nè. Thì bây giờ cũng sáng sớm ngày hôm nay, thì bây giờ mình cũng tranh thủ mình chuyển đi nhé. Thì mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn like nha mọi người và đăng ký kênh giùm mình nhé. Mình cảm ơn. Đây nha. Đây. Hai thùng. Đây nha mọi người. Đây là toàn bộ đơn hàng ngày hôm nay mình gửi đây cho khách nha. Và đây là toàn bộ số hàng ngày hôm nay mình chuyển đi bưu điện nha mọi người. Thì một đơn ở Bình Thuận và đơn này thì ở Đắk Lắk. Đơn này ở Đắk Lắk nhé. Đơn này ở Bến Tre nè, từ Bến Tre. Đơn này ở Đắk Nông. Đơn dưới này thì ở Tây Ninh nha mọi người. Và một cái ở trong này thì là ở Đắk Lắk tiếp. Tổng ngày hôm nay là có 6 đơn nha mọi người. Thì cũng là cái lô cuối cùng rồi. Thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nhé.